Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Hai cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị ra tòa vụ giao đất vàng cho doanh nghiệp tư nhân. 4 công ty du lịch bị đề nghị rút giấy phép trong vụ 100 người Việt trốn tại Hàn Quốc. Việt Nam cứu 154 người tị nạn Rohingya nhưng lại trao trả cho chính quyền quân sự Myanmar. Việt Nam xác nhận 12 máy bay huấn luyện T-6 từ Mỹ. Cảnh sát Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc gặp cấp cao lần thứ 6. Hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ, công ty NSJ và một số đơn vị liên quan. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 9 tháng 12 dẫn cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất. Ngoài hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị truy tố như vừa nêu, còn có 18 người khác nữa. Trong số này có bà Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn Hành trình Thành công mới, gọi tắt là NSJ Group. Theo cáo trạng, hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã bàn bạc, thông đồng để lập NSJ Group và công ty Bình An trúng 4 gói thầu cung cấp thiết bị y tế. Bà Bùi Thị Lệ Phi còn bị kết luận nhận 3 tỷ đồng tiền lãi quả cho bản thân và 200 triệu đồng cho Sở Y tế trong quá trình đấu thầu. Vụ này được nói gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thúy Nga được nói là người góp 80% vốn, thành lập ra 7 công ty, trực tiếp tuyển chọn và bổ nhiệm các cá nhân vào vị trí chủ chốt của các công ty nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội trong đấu thầu các lĩnh vực như trang thiết bị y tế, trang thiết bị giáo dục và trang thiết bị chiếu sáng. Bà này dùng các mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh, thành nhằm đặt điều kiện cho các công ty của bà được tham gia các gói thầu. Hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng 14 cựu quan chức khác của tỉnh này chuẩn bị ra hầu tòa vào ngày 23 tháng 12 tới trong vụ án giao đất vàng giá rẻ cho doanh nghiệp tại thành phố Nha Trang. Truyền thông nhà nước dẫn thông báo từ Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết cả 13 người này gồm hai chủ tịch tỉnh là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh đều bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Những cựu lãnh đạo này bị cáo buộc đã sai phạm trong việc giao hơn 7.300 m2 đất, hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng thuộc trung tâm thành phố Nha Trang là trụ sở của trường chính trị Khánh Hòa cũ cho công ty cổ phần Thành Yến Long An thực hiện dự án BT xây dựng chuyển giao. Theo cáo trạng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án xây mới trường chính trị tỉnh Khánh Hòa nằm ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang theo hình thức hợp đồng BT. Giao công ty cổ phần Thanh Yến thực hiện. Đổi lại, doanh nghiệp này được giao khu đất hơn 7.300 m2 của trường chính trị tỉnh cũ, số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, để đầu tư làm khu phức hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở chung cư Nha Trang Center 2, đang đổi tên thành Gold Coast, cao 40 tầng và đã đưa vào hoạt động. 4 công ty du lịch bị Sở Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tước giấy phép vì dính líu đến vụ 100 người Việt mất tích ngay sau khi nhập cảnh Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Giang Giang, tỉnh Gangwon hồi tháng 9 vừa qua. Mạng VN Economy loan tin ngày 9 tháng 12 dẫn văn bản của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị đối với 4 công ty gồm công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Top 10, công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Việt Travel, công ty cổ phần du lịch Top Asian và công ty cổ phần dịch vụ du lịch Chợ Lớn. Ngoài biện pháp xử phạt tiền, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm B khoản 15 điều 7 Nghị định số 45/2019 Nghị định Chính phủ là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 12 tháng đến 18 tháng đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 12 khoản 13 điều này. Vào ngày 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng xác nhận thông tin khoảng 100 công dân Việt Nam sau khi vào Hàn Quốc hồi tháng 9 đã đột ngột biến mất, khiến chính quyền tỉnh Gangwon phải sắp xếp lại công tác quản lý và cấp visa cho người Việt nhập cảnh tại sân bay Giang Giang sau thời gian thử nghiệm chính sách miễn visa. Hai tàu dịch vụ dầu khí phối hợp cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao cho chính quyền quân sự Myanmar 154 người tị nạn Rohingya
mà họ đã cứu trên biển trước đó. Điều này, theo một nhóm các nhà hoạt động, là vi phạm nguyên tắc không hoàn trả của luật nhân quyền quốc tế. Mạng báo VTC News là tờ báo nhà nước duy nhất đưa tin về vụ việc cho biết tàu Hải Dương 29 và tàu hỗ trợ lai dắt Hải Dương 38 của công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương Hadoco cứu được 154 người gặp nạn, trong đó một nửa là phụ nữ và trẻ em, tại khu vực biển Andamasi ngoài khơi Myanmar hôm 7 tháng 12. Sau khi đưa những người này an toàn lên tàu của mình, các thuyền viên đã liên hệ và làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam và trong khu vực ASEAN về sự việc. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Hadoco, các đơn vị chức năng Myanmar đã đến tiếp nhận họ. Tờ báo thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết những người này là ai và lý do vì sao họ lại chen chúc nhau trên một con tàu nhỏ lênh đênh trên biển. Một tổ chức xã hội dân sự độc lập của Myanmar có tên tạm dịch là Mạng lưới Phụ nữ vì Hòa bình Women Peace Network xác nhận những người này là người Hồi giáo Rohingya thiểu số. Bà YY Nu, người sáng lập tổ chức này, khẳng định với phóng viên RFA qua email. Hadoco có trụ sở tại Việt Nam, sau khi tham khảo ý kiến của chính quyền nước này, đã chuyển giao 154 người tị nạn Rohingya mà họ đã giải cứu trước đó cho chính quyền quân sự diệt chủng Myanmar. Điều này vi phạm nguyên tắc không hoàn trả. Điều 33 Công ước Quốc tế về vị thế của người tị nạn năm 1951 quy định về việc cấm trục xuất hoặc hồi hương. Theo đó, không một quốc gia nào tham gia công ước được trục xuất hoặc bắt người tị nạn hồi hương bằng bất kỳ hình thức nào đến biên giới thuộc những lãnh thổ nơi mà cuộc sống hay sự tự do của người ấy bị đe dọa vì các lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay vì lý do là thành viên của một nhóm xã hội nhất định hay bởi quan điểm chính trị. Chính quyền Việt Nam đến nay đã tham gia hầu hết các công ước về nhân quyền, tuy nhiên chưa tham gia công ước này. Mỹ sẽ giao cho Việt Nam 12 chiếc máy bay huấn luyện T-6 trong giai đoạn từ năm 2024 cho đến năm 2027. Đây là thông tin được chuẩn tướng không quân Mỹ Sarah Rush đưa ra trong cuộc họp báo vào sáng ngày 9 tháng 12 tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Báo nhà nước dẫn lời bà Rush cho biết, Mỹ rất vui khi Việt Nam đã chọn chúng tôi là một trong các đối tác để hiện đại hóa chương trình đào tạo phi công cho không quân Việt Nam. Theo thông báo tại cuộc họp báo, 3 chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao trong quý đầu năm 2024. 2 hoặc 3 chiếc tiếp theo sẽ được giao vào cuối năm 2024. Số còn lại sẽ được giao vào năm 2027. T-6 là dòng máy bay cánh quạt do hãng Raytheon chế tạo và ra mắt lần đầu vào năm 2000. Loại máy bay này được sử dụng cho mục đích huấn luyện sơ cấp và trung cấp trong không quân Mỹ. Hồi giữa năm 2021, phía Mỹ cũng thông báo việc không quân Việt Nam đặt mua một số máy bay T-6 của Mỹ và phía Mỹ đã đồng ý, nhưng thông tin không cho biết cụ thể về giá hợp đồng này. Lãnh đạo cảnh sát biển Việt Nam và hải cảnh Trung Quốc vừa có cuộc gặp cấp cao lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7 tháng 12, cam kết hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin liên quan đến nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp xử lý ổn thỏa những vụ việc phát sinh trên biển. Báo Quân đội Nhân dân loan tin này vào cùng ngày. Chủ trì cuộc gặp là Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc. Theo Quân đội Nhân dân, hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá các nội dung hợp tác giữa hai lực lượng năm 2022 và định hướng thống nhất các hoạt động hợp tác trong năm 2023. Báo Quân đội Nhân dân trích lời của Thiếu tướng Lê Quang Đạo tại cuộc gặp, đánh giá cao hợp tác giữa hai lực lượng thời gian qua trong việc góp phần tích cực trong việc củng cố xây dựng lòng tin, tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai lực lượng, cùng nhau duy trì môi trường an ninh, trật tự an toàn và tôn trọng pháp luật trên các vùng biển liền kề hai nước. Trong năm 2022, hai bên đã cùng nhau thực hiện hai cuộc tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ và được đánh giá là thành công. Hai bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục triển khai tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chung trong chuyến tuần tra trong năm 2023. Thanh Trúc xin kính chào và kính mời quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do đến với buổi hội luận hôm nay. Kính thưa quý vị, đề tài
của buổi hội luận hôm nay là vì sao Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Thưa quý vị, vào ngày 2 tây tháng 12 vừa qua, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã công bố quyết định là đưa Việt Nam vào cái danh sách gọi là Special Watch List, theo dõi đặc biệt vì đàn áp tôn giáo. Và cũng xin nhắc lại với quý vị là trước đó đó thì vào ngày 19 tây tháng 7 năm 2022 này thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã công bố Việt Nam lại bị tụt hạng đó, tức là bị xếp vào nhóm các nước có cái hạng mà có thể nói là hạng 3, tức là cái hạng tệ nhất về vấn đề buôn người. Tuy nhiên đó, cái buổi hội luận hôm nay thì chúng tôi tập trung nhiều vào vấn đề tôn giáo, và đến tham dự cái cuộc nói chuyện này thì chúng tôi đã mời được 4 vị khách. Trước hết từ Hoa Kỳ thì chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám đốc điều hành BPSOS ở tại Washington DC. Người thứ nhì từ Việt Nam là ông Nguyễn Ngọc Diến, là phó trị sự cao đài chân truyền ở trong nước. Và người thứ ba là cô Hatay Ayun, là một tín đồ Tin Lành Tây Nguyên. Và người thứ tư là cô Linda Kim, cũng là một tín đồ Công giáo hiện tại đang ở Thái Lan. Kính thưa quý vị, những người này đều, bốn vị mà có mặt ở đây đó, là cũng đã từng qua Bali của Indonesia để mà tham dự cái hội nghị có tên là Hội nghị Tự do Tôn giáo hay Niềm tin khu vực Đông Nam Á hồi đầu tháng 11 năm 2022 này. Nhưng mà trước nhất đó thì câu hỏi dành riêng để được hỏi. Bây giờ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có thể phân tích rõ về cái gọi là bị theo dõi đặc biệt và CPC, liệu rằng là nó có gần nhau lắm không? Là bởi vì Việt Nam đã bị đưa vào cái danh sách đó rồi. Có gần với CPC, có bị trở lại CPC hay không? Đó là cái điều mà chúng tôi muốn hỏi. Dạ. Dạ vâng, xin trước hết là xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả thân mến. Chào chị Thanh Trúc, chào ông Nguyễn Ngọc Diễn ở Việt Nam, chào cô Linda Kim ở Thái Lan, cũng như chào cô Hatay Ayun hiện nay cũng ở Thái Lan. Để trả lời câu hỏi của chị Thanh Trúc thì như thế này, nói một cách ngắn gọn thì nó sát nhau. Ở trong danh sách theo dõi đặc biệt đó, có nghĩa là cận kề tiếp cận với lại cái danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt. Lý do là tại sao lại như vậy? Đó là năm 2016 thì dân biểu Christopher Smith thuộc Đảng Cộng Hòa ở tại tiểu bang New Jersey đã bổ sung cho cái đạo luật năm 1998 về tự do tôn giáo quốc tế để mà bù đắp một cái khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết đó là trước đây đó thì chỉ có một, đó là CPC, tức là quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức là bị chỉ định là quốc gia phải quan tâm đặc biệt, hoặc là không CPC. Do đó khi mà Việt Nam sau khi mà được rút tên ra khỏi danh sách CPC đó, qua những cái hứa hẹn hão huyền với lại hành pháp của Tổng thống Bush con đó, thì Việt Nam không làm gì nhiều. Nhưng mà họ có giảm bớt cái sự đàn áp, và dựa vào đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam có đàn áp nhưng mà chưa đến cái mức độ để đưa vào CPC. Nhưng mà rất tiếc rằng khi mà không được đưa vào CPC, cứ tạm cho rằng CPC là đen đi, thì không CPC là trắng đi. Thành ra không CPC thì Việt Nam coi như là được là ở trong cái khu vực trắng, tức là tốt, tốt lành. Chúng tôi vận động rất nhiều, chính dân biểu Smith cũng nêu lên rất nhiều, nhưng mà Bộ Ngoại giao cứ nói rằng Việt Nam rất tệ nhưng mà chưa đến nỗi phải đưa vào CPC, do đó Việt Nam cứ thoát nạn. Năm 2016 thì dân biểu Smith mới nghĩ ra cái kế rằng bây giờ phải có một cái mức trung chuyển giữa trắng và đen, tức là xám. Thành ra trong cái đạo luật bổ sung đó, thì dân biểu Smith mới đưa vào cái danh sách gọi là Special Watch List, tức là danh sách phải theo dõi đặc biệt. Đây là những quốc gia cận kề CPC. Dù rằng là Bộ Ngoại giao cũng muốn gia giảm cho Việt Nam, thì cũng vẫn là cận kề CPC, không chối cãi được, thì phải đưa vào danh sách đó và theo dõi một thời gian để xem nếu như quả thực là đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng nhé, có hệ thống và kéo dài trong nhiều năm cho tới hiện nay, thì sẽ phải chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt.
Và khi mà là quốc gia phải quan tâm đặc biệt đó, thì sẽ bị đối mặt với lại những biện pháp chế tài cá nhân nhắm vào các thủ phạm ở đằng sau các hành vi đàn áp tôn giáo, cũng như cấm vận cả một cái chế độ. Ví dụ như phải cắt đi một số khoản viện trợ dành cho cái quốc gia đó. Tóm lại, CPC nó đòi hỏi ba cái tiêu chí. Là cái sự đàn áp đó phải có tính hệ thống. Thứ hai là cái sự đàn áp đó phải kéo dài và phải ở cái mức độ nghiêm trọng. Nếu như chỉ đạt được hai trong ba thì đưa vào cái danh sách phải theo dõi đặc biệt. Và nếu như phối kiểm sau một thời gian, có thể 3 tháng thôi, phối kiểm được và xác định được rằng hội đủ cả 3 tiêu chí, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phải chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt, thưa chị. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhiều tổ chức đã cùng chung tay để vận động, thì ngoài BPSOS, thì Tiến sĩ có thể cho biết thêm là còn có những tổ chức nào mà họ đã cố gắng để vận động cái chuyện đó và để cho mọi người chú ý tới cái vấn đề thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam? À vâng, thì chắc chắn có nhiều nhóm khác nhau lắm. Ở Hoa Kỳ, ở bên Đức chẳng hạn, thì có cái nhóm Veto của anh Vũ Quốc Dũng. À, chúng tôi kể không hết đâu. Thành ra chúng tôi tập trung vào một hai cái tổ chức mà đóng góp nhiều nhất đó. Mà ngoài Việt Nam đó thì phải nhắc tới cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Tiếng Anh đọc tắt đó là USERF, tức là US Commission on International Religious Freedom. Thì đây là một cái tổ chức do cái đạo luật mà chúng tôi nhắc tới năm 1998, đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế đó, nó ấn định và thành lập. Đây là cái cơ quan độc lập và tư vấn cho Quốc hội Hoa Kỳ, cho Bộ Ngoại giao cũng như là cho Tổng thống Hoa Kỳ. Thì cái ủy hội này từ năm 2007 liên tục cho đến giờ này, năm nào cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Một cái tổ chức nữa mà gần đây hợp tác rất chặt chẽ với chúng ta, đó là tổ chức của các luật sư Thiên Chúa giáo, là ADF International, mà bản doanh đó nằm ở Vienna, Áo Quốc. Đó là một vài cái tổ chức ở ngoài này. Nhưng mà quan trọng nhất là những cái tổ chức ở trong nước. Đấy chính là những cái nhóm, những cái cộng đồng, những cái hội thánh, những cái giáo hội bị bắt hại, như là bên Cao Đài chẳng hạn. Chính những nạn nhân đã trở thành nhân chứng và trở thành những người đi vận động, bởi vì họ kể cái câu chuyện của họ, nó có tính thuyết phục. Chẳng hạn như là bên Công giáo thì có cái tổ chức mới thành lập là cái tổ chức bảo vệ niềm tin và công lý ở Việt Nam, thì cô Linda Kim là một người đại diện của tổ chức này để tham dự cái hội nghị C4, tức là hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á đó, mà BPSS khởi xướng năm 2015 và đồng tổ chức cho tới ngày hôm nay. Và rất nhiều, những cả trăm cái điểm nhóm tin lành người Tây Nguyên, người Hờ Mông, rất nhiều những cái cộng đoàn người bên Công giáo, bên Phật giáo cũng có, Phật giáo Hòa Hảo vân vân, đã lên tiếng mạnh mẽ ở rất nhiều những cái diễn đàn quốc tế, như là cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi vào cuối tháng 6 ở tại Hoa Kỳ. Họ đã cử người đi tiếp xúc với các tòa đại sứ, các tòa tổng lãnh sự và gặp những cái phái đoàn quốc tế đến thị sát ở Việt Nam để mà lên tiếng liên tục. Thì chính cái tiếng nói của những cái tổ chức này, của những cái nhóm này đã đóng góp, chúng tôi nghĩ rằng đã đóng góp nhiều nhất, đáng kể nhất để giúp Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đi đến cái quyết định là đưa Việt Nam vào cái danh sách phải theo dõi đặc biệt trong thời gian tới đây. Và nhắc lại, đấy là tiếp cận với lại cái sự chỉ định là một quốc gia phải quan tâm đặc biệt, là CPC. Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì thưa ông Nguyễn Ngọc Giếng, ông đã trình bày cái điều gì ở tại cái hội nghị ở Bali, Indonesia đó ạ? Dạ rồi, xin mời ông. Dạ, xin chào tất cả quý thính giả. Chào anh Thắng. Dạ, chào cô Thanh Trúc. Dạ, chào anh Liên và Jessica. Thì tôi là phó trợ sự Nguyễn Ngọc Kiến của Đạo Cao Đài chương trình 1926. Thì tôi cũng xin nói rằng là tôi rất hân hạnh được đi dự hội nghị ở Bali, Indonesia. Thì trong đi hội nghị thì qua bển thì
Tôi trình bày chia sẻ với tất cả các giới chức á, là về vấn đề là tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam thì nói chung là cái vấn đề mà tự do tôn giáo á, rất là hạn chế, tức là nhà nước Việt Nam coi như là phân biệt đối xử tôn giáo Việt Nam, chỉ những tôn giáo mà theo chính quyền do chính quyền lập ra thì được tự do, còn những cái tôn giáo độc lập thì bị đàn áp và luôn luôn lại bị sách nhiễu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì cũng chia sẻ về những cái việc làm của bên hai giữa hai cái tôn giáo, như riêng ở như tại đạo Cao Đài thì cái đạo Cao Đài về truyền thống mà do Đức Chí Tôn khai sáng á, thì luôn đem cái tình thương đi mà giúp đỡ cho nhân sanh, còn ở bên kia thì người ta lại là có cái sự trục lợi trong đó, tức là làm phải có doanh thu thì người ta mới À, làm, ông còn Nguyễn ở bên Ngọc đây Hiến thì nói nó bên khác cho kia, ông Nguyễn Ngọc Hiến nói bên kia, tức là có phải là đạo Cao Đài gọi là người ta ở trong nước gọi là Cao Đài Quốc Doanh là do nhà cầm quyền Việt Nam dựng lên và họ kiểm soát hay không? dạ, đúng rồi, đó là một cái đạo Cao Đài giả do nhà nước dựng lên, là chi phái 97 đó, ở đến đây gọi là chi phái 97 là Cao Đài Quốc Doanh. Họ họ dựng cái lên cái chi phái đó để mà tiêu diệt cái gốc đạo Cao Đài gốc khai sa do Đức Chí Tôn khai sáng năm 1926. Ông có trình bày về những cái khó khăn mà Cao Đài Chân Truyền 1926 đã gặp phải, ông đã trình bày trước hội nghị. Thì thí dụ một cái thí dụ là những cái nhóm gọi là Cao Đài Chân Truyền ở ở Việt Nam đó mà bị gặp khó khăn là như thế nào? Có thể cho một ví dụ, và đã có ai đến để hỏi ông thêm về những cái chi tiết đó hay không, khi mà ông đang ở tại hội nghị? Dạ, chính có là bây giờ thì nói thật thì tôi cũng không nhớ được, nhưng mà những cái giới chức quan chức á, thì có ở bên báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc, rồi của những người ở Anh Quốc rồi đó, thì chia sẻ thì có hỏi là người ta chưa có phân biệt được là tại sao có hai cái cao đài. Thì tôi mới phân tích ra là tôi là Cao Đài gốc do Đức Chí Tôn khai sáng năm 1926. Thì nói chung là cái Cao Đài tôi là độc lập, nhưng mà nhà nước thì không 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 không, không cho chúng tôi hoạt động, mà luôn luôn bị sách nhiễu và đàn áp. Rồi tới năm 1997 đó là họ dựng lên một cái chi phái, một cái Cao Đài này giả để mà lấy cái danh hiệu Cao Đài của chúng tôi rồi đàn áp chúng tôi. Thì tôi có chia sẻ một số cái vấn nạn của Cao Đài đó. Thì do như ở đây cũng như chỉ chia sẻ đơn giản là khi mà bên đạo Cao Đài chúng tôi mà hành lễ đó thì bị bên chính quyền sách nhiễu, còn ở bên kia bên Cao Đài mà chi phái 97 quốc danh của nhà nước á thì được tự do làm, rồi ngay cả công việc phước thiện thì như xe cộ mà đưa đám đồ tụi tôi đó thì ra đi thì coi như bên đó thì bên chi phái Cao Đài Quốc Doanh đó đó với nhà nước thì luôn luôn lúc nào kìm kìm tìm cách là ngăn cản không cho tôi được thực hiện. Nhưng mà của chi phái 97 thì tự do, thì cũng chia sẻ với mấy ông là trong khi tụi tôi đi những như chiếc xe thiền thì bên đạo Cao Đài là tụi tôi nói là chiếc xe mà chở quan tài đưa những người đạo đi chôn đó là gọi là xe thiền. Thì trong khi cái Cao Đài Quốc Doanh á thì cũng sử dụng xe thiền đi thoải mái, đi không bị bắt, mà tôi thì mấy ông bị bắt, là tôi là tổng cộng là 4 chiếc thiền, xe thiền như vậy, và xe mà để đi chở quan tài đi hành đạo thì ông cũng lấy cho tôi là hết 4 chiếc xe 16 chỗ. Dạ vâng. Thì kia sẽ đó là những cái đơn giản. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Chiến, ông đang nói chuyện với chúng tôi từ Việt Nam. Xin cảm ơn sự can đảm của ông đã lên tiếng khi ông đang ngồi ở Việt Nam. Nhưng mà ông cho biết là khi mà ông đi dự cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á ở Bali, Indonesia mà trở về nước, ông có gặp sự khó khăn nào không? Ông đã có gặp chưa? Và ông có biết rằng là ông sẽ gặp cái khó khăn nào không? Dạ, thì coi như khi mà sao đi đi thì tôi nghĩ là nó sẽ gặp khó khăn, nhưng mà do trong cái giai đoạn này là Việt Nam bị đưa vào cái hạng ba buôn người đó, thành ra là tụi tôi thì đi là luôn lúc nào cũng lồng ghép vô vấn đề là ủng hộ vấn đề buôn người,
thành ra là bên chính quyền họ sẽ nó bị hạn chế. Thì cái ngày thứ nhất thì sẽ không mời, nhưng ngày thứ hai thì mà mấy ổng có gửi đưa thơ mời để xuống làm việc, nhưng mà có cái là tôi nói là đưa không đúng thời gian, tại đưa sáng đưa chiều một chiều xuống liền, thì tôi nói là muốn mời thì phải mời trước chứ mời vậy tôi không có thời gian, tôi mắc bận công việc. Rồi nó điện thoại nó nói bây giờ chừng nào ông đi công chuyện gì à, thì ông điện cho tôi gặp ông liền. Rồi tôi cũng bầu ông chung chơi thôi, rồi tôi không có xuống. Rồi sao nó có điện nữa thì tôi nói bây giờ á, nếu mấy ông muốn làm cái gì, ai muốn gì thì viết cái thôi mời đàng hoàng lên tới thì làm việc, chứ còn mời mà điện thoại như vậy là tôi không có làm đó. Thì rồi cuối cùng thì nó cũng bỏ qua, nó chưa có mà đá động gì đó. Dạ. Thưa quý vị cũng như là thưa bốn vị, là trong các cái chương mà về báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam của USERF, Ủy hội Quốc tế Mỹ về tự do tôn giáo thế giới, của những cái tổ chức khác, thì thường là họ có đề cập đến rất nhiều về cái tình trạng mà những người theo đạo Tin Lành hay là Công giáo, những người sắc tộc ở Tây Nguyên đó là bị áp bức, bị cấm đạo, bị buộc bỏ đạo. Thành ra ở đây đó chúng tôi có cô Hờ Thai Ayun là một tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên, và hiện tại thì cô đang ở Thái Lan, chứ cô không phải ở Việt Nam, nhưng mà cô cũng đã đi dự cái hội nghị. Thì Thanh Trúc muốn hỏi cô Hờ Thai Ayun là cô đã trình bày cái điều gì, cô nhấn mạnh cái điều gì khi mà cô được lên tiếng trước cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á ở Bali, Indonesia, thưa cô. Cho phép tôi xin được nói đôi lời về 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 vấn nạn của dân tộc tôi ở Tây Nguyên. Về tự do tôn giáo thì nói về tự do tôn giáo thì đó là về các nước khác, chứ còn ở Tây Nguyên tôi thì không có một tự do nào là về tôn giáo cả. Thì cũng giống như chú Sáu Tiên nói thì tôn giáo ở Tây Nguyên tôi thì ngày nào chính quyền cũng đàn áp, họ không cho thờ phượng Chúa vào những cái nhóm nhỏ lẻ, nhóm độc lập ấy. Thì những tôn giáo mà được nhà nước được chính quyền nhà nước cho phép thì họ sẽ không có sách nhiễu, còn đối với các nhóm độc lập thì họ sách nhiễu thường xuyên, hầu như là 24 trên 24. Hợp Nhưng mà thái nói chắc tiếp là để tôi hoặc bổ là sung thêm, dạ à vâng, đặc biệt là bên Tây Nguyên đó, thì chúng tôi có mời một số người ở trong nước đi, và trong số đó thì có hai người bị chặn ở tại phi trường. Một người đó là ông EC Eban thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, đã được vào bên trong rồi, đã có vé rồi, đang cân các hành lý này kia, thì lập tức công an ở phi trường, an ninh phi trường chặn lại và họ đưa vào cái phòng riêng để khảo tra, và sau đó họ chuyển lại cho công an từ tỉnh Đắk Lắk đến và áp giải về lại Đắk Lắk và giam ở tại đồn cảnh sát của công an Đắk Lắk 2 ngày liền, và bị đánh đập, bị đấm vào mặt, bị tát vào mặt, và bắt là phải viết và đọc cái phần mà họ đã viết sẵn là tẩy chay cái hội nghị, tẩy chay cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ của chính ông ta, tẩy chay BVSOS vân vân. Một người thứ hai là một thanh niên trẻ cũng là người Tây Nguyên, là em EQ Nhi, cũng bị áp giải về và cũng bị giam ở cùng cái đồn công an, nhưng em này đã không bị đánh. Và chúng tôi ngay tại cái lời phát biểu khai mạc cái hội nghị C4 ở tại Bali đó, thì chúng tôi đã báo động ngay về tình trạng này, thành ra nó là phản tác dụng cho phía Việt Nam. Tuy hai người này không đi được, nhưng mà cái sự việc mà xảy ra cho họ đó là đã được ghi nhận bởi tất cả mọi quan khách mà tham gia cái hội nghị, trong đó có phái đoàn của Bộ Ngoại giao Mỹ, của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, có các nghị sĩ và đại diện của chính quyền của nhiều quốc gia, và đặc biệt là có sự hiện diện trực tiếp của cái vị tân báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin, tức là cô Nazila Ganea. Thành ra liền sau đó là họ hỏi han cái phái đoàn Việt Nam rất kỹ lưỡng, bởi vì họ thấy rằng chỉ có Việt Nam trong tất cả quốc gia tham dự ở vùng Đông Nam Á đó,
Chỉ có Việt Nam là hành xử như vậy và ngăn chặn như vậy mà thôi. Dạ vâng, không có một người Tây Nguyên nào từ Việt Nam mà đi đến dự được. Nhưng mà rất may mắn đó là có thứ nhất là cô Thái Ayun, là một cựu nạn nhân buôn người từ Ả Rập Xê Út đã được đến Thái Lan để mà được cái sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc. Người thứ hai là cô Becky, cũng là một người tị nạn ở tại Thái Lan. Và cô Becky thì rất là rành rẽ bởi vì đã tham gia rất nhiều cái hội nghị ở tại Geneva, ở tại Hoa Kỳ mấy đợt, và cũng nhiều đợt đã tham gia cái hội nghị ở khu vực Đông Nam Á về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Thưa, bây giờ Thanh Trúc xin mời cô Linda Kim. Linda Kim là một người Công giáo mà gốc của cô là ở Nghệ An, và cô đã đi qua bên Thái Lan theo người chồng đó để tị nạn vì vấn đề là đàn áp tôn giáo. Thưa cô Linda Kim, cô đã trình bày, cô đã nhấn mạnh vào cái điều gì ở hội nghị, và cô cảm thấy như thế nào khi mà cô được nói lên tất cả những cái sự thật về cái tình trạng ở mà tôn giáo bị đàn áp ở bên Nghệ An. Thưa cô. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả, chào chị Thanh Trúc, chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chào chú Sáu Giếng, chào chị Tăng Gia. Thì vâng, thưa quý vị, thì như hiện nay thì tình hình tôn giáo của Việt Nam thì bị xâm hại và bắt hại một cách nghiêm trọng. Thì trong đó có tôi và gia đình tôi cũng là nạn nhân. Thì vì thế mà tôi muốn trình bày cho quốc tế biết được cái thực trạng đó. Tại hội nghị thì tôi đã gặp gỡ bà báo cáo bên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, rồi tham gia vào cái bàn tròn đa tôn giáo dành cho Việt Nam. Thì tôi có cơ hội được tiếp xúc với các bộ ngoại giao, rồi Hội Hoa Kỳ Tự Do Tôn Giáo để nói lên cái tiếng nói cho Công giáo của chúng tôi. Thì tại đây tôi đã trình bày về các cái vụ đàn áp do nhà cầm quyền, rồi công an, rồi nhất là công an dùng các cái hội tự phát, nhất là hội Cờ Đỏ, để tấn công một số giáo xứ, trong đó thì có giáo xứ Kẻ Gai, rồi như là giáo xứ Thái Hà, nhất là Đan Viện Thiên An, cũng như là giáo xứ Sông Ngọc, và vụ gần đây nhất là giáo xứ Bình Thuận vừa mới diễn ra trong năm 2022 này. Thì tôi cũng có trình bày về việc các cái linh mục rồi giáo dân đứng lên đòi quyền lợi sau cái vụ thảm họa Somoza, thì cũng đều bị chính quyền dập tắt, và có một số người đã bị bắt đi tù. Thì tôi đã cho họ thấy được là nhà cầm quyền muốn kìm hãm cũng như là tiêu diệt tôn giáo, rồi dùng các cái chính sách để bôi nhọ cái sự thật về tôn giáo của chúng tôi. Nhất là các cái cuộc đàn áp được xảy ra một cách liên tục và thô bạo. Nhiều tôn giáo bị đàn áp rất nhiều, ngay cả sinh hoạt tôn giáo, thậm chí là bị bắt bớ và bị chia rẽ một cách trầm trọng. Tôi cũng trình bày về việc mà các cái giám mục bị cấm đoán, rồi bị thuyên chuyển hoặc nghỉ hưu sớm đối với một số linh mục mà thường xuyên lên tiếng đấu tranh cho cái công lý và sự thật. Ví dụ như là linh mục Anton Đặng Hiếu Nam, rồi linh mục Đinh Hiếu Thoại, cũng như là linh mục Gioan Bautista, Nguyễn Đình Thục và một số linh mục khác. Ngoài ra thì tôi cũng nói lên cái việc mà của linh mục Trần Ngọc Thanh ở Kon Tum bị chết do cái chính sách kích động thù hận mà chính quyền đã dùng để nhắm vào tôn giáo, nhất là việc các cái hội tự phát đe dọa tấn công các cái đan sĩ thuộc Đan Viện Thiên An, rồi đập phá thánh giá, rồi rồi một số linh mục thì lên tiếng cho công lý thì bị tấn công và lăng mạ một cách thô bạo trên các cái trang mạng xã hội. Tôi cũng đã được có cái cơ hội để gặp một số giới chức ở trong cái bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam. Thì tại đó thì tôi rất là cảm động vì các cái giới chức rất là quan tâm đến cái tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhất là các cái nạn nhân, rồi các cái nạn nhân bị bắt hại. Rồi bên cạnh đó thì tôi cũng đưa ra một số khuyến nghị để cho họ quan tâm, cũng như là theo dõi cái tình hình tôn giáo tại Việt Nam, cũng như là đề nghị họ đưa ra các chế tài cho nhà cầm quyền về các cái hoạt động tôn giáo để được thực hiện một cách liên tục và nghiêm trọng theo với các cái công ước mà họ chính quyền Việt Nam đã ký với quốc tế. Thì đó là những cái đề nghị mà chúng tôi đã đưa ra trong cái bàn hội nghị bàn tròn đa tôn giáo dành cho Việt Nam, được các cái giới chức quốc tế quan tâm ạ. Dạ vâng. Ông
Phó trị sự Nguyễn Ngọc Diến hay là cô Linda Kim hay là cô Hờ Thái Ayun nghĩ như thế nào với cái tin mới nhất mà mình trình bày ngay từ đầu á, là Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua ông Ngoại trưởng Antony Blinken công bố là đưa Việt Nam vào nhóm danh sách bị theo dõi đặc biệt vì đàn áp tôn giáo, thì đây có phải là một cơ may cho những cái người tranh đấu cho tự do tôn giáo hay là các tù nhân lương tâm, các tù nhân tôn giáo ở trong nước hay không? Trước hết xin hỏi ông Nguyễn Ngọc Diến, ông có nghĩ đây là một cơ may cho những người đó không? Dạ, dạ, theo bản thân tôi cũng như trong cộng đồng tôi thì ở đây là một cái cơ hội thứ hai hiếm có cho bên cái người bên lại đấu tranh tôn giáo. Cơ hội thứ nhất là Việt Nam bị xếp vào cái hạng ba hạng buôn người, và hôm nay lại thêm một cái cơ hội mà hiếm có nữa là Việt Nam bị theo dõi đặc biệt. Bởi vì nếu chúng tôi sẽ dựa vào trong đây để mà phấn đấu để mà làm là đi sinh hoạt tôn giáo, thì vì từ hai cơ hội này mà cộng đồng chúng tôi sẽ phát triển mạnh và lên. Tại vì lên đây là cơ hội rất tốt để cho tụi tôi mà đấu tranh trên bước đường đấu tranh về đạo ạ. Dạ. Dạ vâng, cô Linda Kim thưa cô. Dạ vâng, tôi là rất là vui mừng khi mà quyền tự do tôn giáo được quốc tế quan tâm, nhất là đối với Việt Nam. Thì lúc mà Việt Nam bị đưa vào cái danh sách xếp hạng như vậy thì tôi cũng hy vọng là chính phủ Việt Nam có thể thực hiện các nghiêm túc các quyền mà quốc tế đã đề ra. Thì cũng như là yêu cầu nhà Việt Nam thả tự do cho một số nhà đấu tranh vì nhân quyền, nhất là trong vụ Formosa, cũng như là các nhà đấu tranh cho tôn giáo ạ. Dạ vâng, đó là suy nghĩ của tôi. Chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của cô Hờ Thái Ayun thưa cô. Liệu là có những cái hy vọng nào cho những tù nhân tôn giáo của Tây Nguyên mà đang bị bắt bớ, bị bắt hại và đang ở trong tù? Chẳng hạn như là tôi có nói chuyện với một người ở trong nước là anh này cũng là tín đồ Tin Lành, là anh tên là Yit, thì bố của anh đó đang bị ở trong tù. Thì anh này có nói với tôi một câu là ở Tây Nguyên không có tự do tôn giáo đâu, người của chính phủ không có đối xử tốt với những người theo đạo Tin Lành chúng tôi, với những người thờ phượng Chúa của chúng tôi đâu. Mà Thanh Trúc sẽ cho quý vị nghe cái âm thanh này sau. Thì thưa cô Hờ Thái Ayun, cô có nghĩ như vậy không? Và cô thấy như thế nào, có cái hy vọng nào để cho có sự tiến triển về tự do tôn giáo ở Tây Nguyên? Tôi rất mong các cộng đồng của tôi, họ có thể mạnh mẽ, họ có thể mạnh dạn đưa lên những cái vi phạm của chính quyền Việt Nam đối với tôn giáo của người Tây Nguyên tôi để họ báo cáo lên Liên Hiệp Quốc, thì họ có thể giúp đỡ, hoặc là họ có thể thúc đẩy những cái sự cái vụ việc mà chính quyền đàn áp tôn giáo ở Tây Nguyên để có thể quốc tế có thể lên tiếng, hoặc là nó sẽ giúp ích cho cộng đồng Tây Nguyên của tôi để họ có thể hoạt động tôn giáo một cách tự do như các tôn giáo của nhà nước khác ạ. Dạ vâng. Thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như vậy thì những cái hội nghị mà về tự do tôn giáo, rồi kể cả những cái gọi là những cái biện pháp như là đòi hỏi Việt Nam phải trở lại danh sách CPC, các nước cần đặc biệt lưu tâm về thiếu tự do tôn giáo, hay là bây giờ là trong cái nhóm gọi là bị theo dõi đặc biệt vì đàn áp tôn giáo đó, thì là ông nhìn thấy là cái viễn ảnh, những cái viễn ảnh của những cái hội nghị đó nó có được đem lại cho Việt Nam cái điều gì không? Việt Nam có cải thiện thêm không, hay là vẫn cứ như vậy thôi, và vẫn cứ nói rằng là chúng tôi có cách riêng để mà thực hiện cái quyền tự do tôn giáo hay là quyền con người ở trong nước của chúng tôi? Điều này rất là khó mà có lẽ là ai nấy đều thấy hết, thưa ông Nguyễn Đình Thắng. Dạ vâng, cái câu hỏi của chị lồng trong đó đã là câu trả lời. Bởi vì Việt Nam đã có những cam kết với quốc tế, đã ký nhiều cái công ước của Liên Hợp Quốc. Một là họ đừng ký thì họ không phải tuân thủ, nhưng đã ký rồi thì phải tuân thủ, chứ không thể nói rằng tôi ký rồi nhưng mà tôi có cách làm riêng của chúng tôi. Cái đó thì tự vạch đầu gối ra mà nói thì mới được, chứ nói chuyện với lại thế giới thì không thể được.
Nhưng mà chính vì cái lý do đó mà chúng tôi tham gia tổ chức những hội nghị toàn khu vực, để mà phía Việt Nam thấy rằng cả cái khu vực này, chứ không riêng Việt Nam, không riêng chúng tôi, đều đồng thuận về những cái tiêu chuẩn chung về thế nào là quyền tự do tôn giáo chẳng hạn, hoặc là quyền làm người nói chung, hoặc là những cái hội nghị thượng đỉnh toàn thế giới, và trong đó có tiếng nói của người Việt, là phía Việt Nam cũng sẽ nhận được cái thông điệp rằng đây là vấn đề toàn cầu, chứ không phải là do tổ chức riêng của chúng tôi hoặc là những người như là đang có mặt ở đây là đòi hỏi quá đáng, hoặc là trong cái tinh thần tách biệt ra khỏi thế giới, mà chính nhà nước Việt Nam đã tự tách biệt mình ra khỏi thế giới. Thật ra cái đấy là một cái chiến lược để mà cô lập hóa Việt Nam, nếu như họ vẫn giữ cái quan điểm như là chị Thanh Trúc nói, rằng chúng tôi có cách riêng của chúng tôi định nghĩa khác với lại thế giới về thế nào là tự do tôn giáo, thế nào là nhân quyền. Cái lập luận kiểu đó thì không được trong một cái diễn đàn quốc tế, khi mà họ bước chân ra khỏi cái sân chơi ở Việt Nam mà họ hoàn toàn thống lĩnh đó, họ bước chân ra cái sân chơi của thế giới thì họ phải tuân thủ cái luật chơi của quốc tế, và trong cái sân chơi đó thì họ đã thất bại. Như chúng ta vừa mới bàn về buôn người thì họ bị xếp hạng 3 là cái hạng tệ nhất, và phải đối mặt với các biện pháp chế tài và cấm vận. Và mới đây thì họ lại bị Hoa Kỳ xếp vào cái danh sách phải theo dõi đặc biệt. Nhưng mà không phải riêng Hoa Kỳ, mà chúng ta đã vận động Liên Hợp Quốc, bởi Liên Hợp Quốc không có biện pháp chế tài, những cái tiếng nói của họ, cái sự lên tiếng của họ được tôn trọng, bởi vì họ là những chuyên gia, họ không thiên vị, họ không thiên lệch trong cái nhận định, và những cái quyết định của họ, những cái phán xét của họ, những cái ý kiến của họ chúng tôi đã sử dụng để vận động Hoa Kỳ và thế giới. Thì đấy là cái câu trả lời một cách cụ thể rằng Việt Nam không thể nói bừa nói bãi như vậy, và vì họ nói bừa và làm bừa thành ra họ bị coi như là trừng phạt, là bị đưa vào danh sách phải theo dõi để xem Việt Nam có tuân thủ đúng với những lời cam kết của mình khi mà ký các công ước với lại Liên Hợp Quốc hay không. Xin cảm ơn rất nhiều về thời giờ của quý vị. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đã cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.